Hello Thánh Nhai Vlog xin chào đại gia đình thân thương ha. Các bạn ơi, bữa nay anh em mình cho nên thắng lại đi phá làng phá xóm nữa nha các bạn. Bữa nay đủ mặt nè, đủ là mặt. Vô cho anh camera. Bữa nay đủ mặt rồi, các bạn biết là chắc chắn không có đo rồi. Em quay clip tử tế. Tại vì đủ mặt rồi đâu có ai đo nay được. Bữa nay là ăn mừng 15 cây súp. Dư gì ăn gì lẻ lẻ gì ăn chẳng đâu. Ngày xưa là mình 1 ca mình ăn lần mà. Giờ tới 15 ca rồi mới đi ăn mừng. Nói chứ các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình cũng theo dõi TikTok á, thì anh em mình cũng bắt đầu bắt chước đú chen nha các bạn. Thì, các bạn thấy anh em mình đủ mặt đây chứ không phải là không tròn đâu, phải tròn. Bữa nay anh em mình không có tròn trong nhà nữa, anh em mình đi tròn tới ngoài. Tròn người lạ. Tròn người lạ. Thử đi, thử coi có ai chầm trồ không. Hello. Hello em gái xinh đẹp. Đó, thấy tròn được người rồi đó. Dạ sao? Đi. Quyết định đi ra ngoài phải không? Tại anh em cũng nghiên cứu địa hình ở nay, anh em mình tròn bà bán trái cây. Bà thường anh em mình sáng giờ cũng đi dạo nhiều chỗ rồi mà anh em mình thấy chỗ này là cái cô đó cũng hiền, chắc bà không có lấy chỗ bà gượt đâu. Con trai bà bán bánh mì này cũng mình cho anh con trai bà bán dưa hấu nữa. Đừng bà này bỏ đi hấu. Anh em mình đi ngang theo dõi anh em mình đi. Rồi, anh em mình thấy chỗ bà bán trái cây nha bạn. Sao bên này bà bán cái gì thế, dưa hấu vậy? Dưa hấu dâu nữa đó. Rồi dưa hấu thì trái bự cho cái gì mà trái bự đi. Dưa hấu bây giờ sao anh thắng giả bộ đi bảnh phải không? Anh bảo bảnh anh mua phải anh lựa thang không. Đấy. Có anh lựa mà anh đi ngang cái thằng Dũng thì sao tới đụng anh em lên kế hoạch rồi đúng rồi. Thì quay cho thấy bà nói ra cây không hả? Đấy còn hỏi chạy sao thôi được kẹp đi kẹp quan trọng là hội ra trả tiền được rồi cho anh phản ứng bà thôi. Thôi trả nổi ơi. Thôi trả ơi. Thôi trả được rồi, trả được rồi. Đi. Chơi. Qua dứt. Ai trước? Ai đi mua? Không phải mua mà đứng đó, đi ngang rồi thằng kia đụng. Thằng mua. Ừ. Đi qua đi. Thằng lửa đúng rồi. Thằng lửa đúng rồi. Đúng rồi, cái bảo hai thằng lửa đúng rồi. Đúng rồi đi. Thôi. Hai thằng lửa. Đi về luôn, đi về nhà con, đi về nhà luôn. Đi về luôn, đi về luôn. Ngồi cái hồi mình đi trả tiền sao con ơi. Đi đi hồi về em đây, em hỏi em trả cả tới tiền cho. Mệt quá. Về luôn. Mệt quá. Cho ông cha. Gần đến giờ nó đang dũng một cái. Anh này không biết cho anh bả hay cho anh em nữa nha. Ta lỡ tay vậy, phải để bài lên cái hố, có tay gì cái. Ta nó muốn chèn ten luôn mọi ơi. Không có đùng vậy. Các bạn ơi công nhận đi quá làng mập thịt các bạn ơi. Cho trái nè. Vô. Không vậy mà bà bán 10.000 ký nè. Ừ. Anh hỏi bớt rồi bên nó không có bớt. Sao lại thắng cầm con trái vậy? Sao con trái thắng? Quên. Thì cầm con trái vậy? Dũng cầm hai trái kìa, Dũng giỏi cầm hai trái anh phải gặp ba trái. Anh nay gặp trái chạy luôn vậy nè. Mệt quá. Vô muốn đứt hơi luôn vậy. Dạ chứ hồi anh em mình dễ ăn rồi giờ chút mình cũng ra trả tiền nha bạn. Không bà chắc bà chửi đỡ lắm rồi. Đúng không? Cái bà này bà cũng hài lắm. Hài không sao biết. Đúng rồi, anh chạy ra nẹt vô vô nhà bà chửi hoài hả? Bà chửi mấy thằng mắc vết. Anh còn khen anh quỷ. Quỷ mấy thằng mắc vết. Sao bà trả tao. Bà đuổi theo ai giữ chứ mâm trái cây mất nữa. Ừ. Không bà. Không mà bà trả lại mình đâu. Không lại đâu. Rồi. Thôi công nhận sức mồ hôi luôn các bạn ơi. Chơi ngu rồi mấy bạn này. Vô chơi ăn, vô chơi ăn. Bấm mê tắt đi, anh giờ em vô chơi ăn đi rồi quay cảnh anh em ăn dưa. A few moments later. Nè Dũng. Cái này lỡ tay Dũng ơi. Mệt quá trời. Không đỡ Dũng nội ơi. Không biết bự à. Tán mạnh nó làm bự chứ. Hình như camera quên bấm tay phải không?
Quên quay gì? Quên nó quay cảnh tán hả? Ừ. Không. Đi qua nó vậy. Không quay lại rồi. Đi quay lại chứ mày, tán lại. Thôi dẹp đi. Tán trời rộng. Tán như trời rộng nha. Anh em mình mời các bạn ăn vô với anh em mình nha. Không, vừa vừa cô quá ngon được bạn. Được. Mấy bạn yên tâm, mấy bà này bà bá đầu đường ra vô của mình quen nữa, mấy hồi mình ra trả tiền mình bình thường mấy bạn. Nói chung lâu lâu cho anh bá chơi. Đúng rồi, hồi anh em mình... nhà ấy không biết cho ai giờ. Nói chứ anh em mình cũng trải nghiệm thử một lần mạo hiểm để coi như thế nào các bạn. Nhưng mà thì mệt lắm các bạn ơi. Các bạn đừng làm theo anh em mình nghe không? Không, làm theo coi chừng mệt à. Thế còn tới nhà luôn á. Tới nhà luôn á. Cắm. Mình không dám được đâu, bỏ đám dưa ai coi. Đúng rồi. Ừ. Với chị đó phụ nữ nữa mà đâu rồi không lấy được theo 3 thằng đực, 4 đực mình. Đúng không? Không, bả thấy em là bảo được đâu. Biết mà, biết hồi bả lại tới nhà đòi tiền luôn à. Đảm bảo qua lấy bài hả? Ừ. Rồi. Đang ngồi dở ôm hai tay ôm cái. Quên, tình huống bất ngờ mà. Hắn dở quá. Với mình lấy vừa đủ ăn thôi, anh em mình ăn thôi chứ lấy chi nhiều. Trời ta. Sao 4 thằng mua lấy 3 cái. Đồ nằm có tiền thôi ơi. Lấy nhiều quá không phải chạy theo bóng công thiệt á. Mà tức ông cũng bỏ gì. Nào cũng chắc cái gì theo cuộc á. Ừ, chạy tao kẹp. Vậy mà cái ông sợ dâu á. Nãy bỏ đường thiệt á nha. Thiệt á, nãy giá sợ bỏ đường luôn á. Không à. Trời trưa nắng nóng nực vậy nè, ăn miếng dưa nó đã gì đâu các bạn ơi. Mà dưa ăn cắp nữa hả? Ừ, xong rồi. Ăn xong mà cái đậu mua không ngon bằng nha. Thì ăn cắp thì em họ ra trả tiền. Mệt mỏi đúng không? Rồi đưa tiền đi trả đi. Trả đi. Gì? Vậy à? Cưng ấy, cưng chứ. Gì bất ngờ? Rồi em biết à. Em nãy bị sáng cái bóp vậy chứ trả gì nữa. Là ta có công nè, có công rồi, có công có gán đúng không? Có làm có ăn. Rồi tao trả mấy ông nội ơi, rồi xíu mấy ông nội đưa tiền đây. Thôi, không biết à. Không biết à. Kỳ á. Rồi, phụ diễn thôi chứ không biết chứ. Quen hai, quen năm, anh trả chứ, quen em đâu. Mà đâu biết nhà em đâu sợ. Ừ. Thôi, chứ cha, tao đi trả tiền với cha ơi. Rồi. Thì anh đi trả đi. Ông mà con kinh mới đến giờ đi trả lại. Vậy à, ông à. Vui này người ta có công, người ta có cán, người ta có công, người ta làm nè nha. Đi trả tiền đi. Họ không có camera đây, cái này mình làm vô nữa. Ừ. Thôi rồi, thế là đi. Không nghe trả tiền. Ê, giờ tiền ngó bả trước, tiền hồn bả cạo đầu ta. Bà đi báo ngang đó mọi người. Đúng rồi, đi trả đi. Thôi ở đây đi, quay video tôi xong đi rồi hả, đi trả. Ờ, mấy anh tự quay lên đi trả. Đi trả hả? Thôi anh em mình làm clip này chứ mang ra giải trí mà được làm thiệt, làm thiệt bóc ăn thiệt á. Không, cái này tại vì cũng quen thôi. Cho nên là cho được chứ là quen. Không được. Cho quen cho thì quen cho ra. Đi có quen không nữa. Hay ra ngoài họ thấy nằm đống ngoài nữa. Quen quen ra kiểm tra vậy. Vô vậy thấy nằm đống ngoài nữa chết luôn á. Ừ. Rồi. Sao? Thôi dừng tắt keo chứ thì sao giờ? Kiếm món khác ăn đi. Dâu nãy thôi, dâu luôn. Ê, bây giờ mình căng camera vừa trả tiền xong. Bên cái gỗ dầu hơn. Ok, giờ vừa tới dựng vô chị. Qua mình làm diễn y chang nãy nữa. Thế nó cái hồi vô đội tiền camera nữa. Mình kiếm thêm giấy cho mình về ăn luôn. Cái này mình lấy mình về nhà luôn nha. Vậy là hồi camera về đi đi trả tiền về rồi thấy. Mà nói là mình đi sau lưng luôn. Cái cậu vừa phục vô mình đi đường riêng mình ra. Là mình hồi lấy xe mình chạy cho luôn á. Mình vừa chơi trong mình về đứng vô đây nữa. Rồi chị phát đặng trái đi về luôn. Ăn ngay dưới đi. Rồi em lấy trái kịp hơn. Rồi, đi nha. Đi đi em mình ra. Okay, mình cho camera nha, chứ không cho mà. Ừ, cho camera. Anh em mình chào các bạn nha.